Xin chào tất cả, mình là Mèo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tập map là Rumble Eye. Hôm qua lên Minecraft map thấy cái map này được update nên là download luôn. Cầu một chơi cũng được. Đó, cái gì đây? If first read and tag the info book mission book, start the map. Trớn nha. Info book. Welcome to Rambler Ice Room. Don't play in peaceful. No more. No. Nói chung là đừng lóc Don't exceed the limit. Don't cheat. Don't destroy command block or redstone mechanism. Don't create nether portal. Activate temperature system in the starter room. There's a book for activate it. Complete all exploration mission info. Important. Blah 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 này đọc trên Minecraft map rồi. See on the map, or you have to farm the mushroom. There are two in the map, snowstorm, nó có sẽ lên lặp lại việc đó rồi. Bây giờ lặp lặp lại các bạn bầu lại để coi nha, mình đọc nhanh lắm. Được rồi, vậy là sẽ làm cái map. Good versus. Ah, good luck have fun. Mission book, furniture, instrument, find. Ah, nhiều nhiệm vụ ha. Story book. You're a professional climber who loves to travel and discover the fabulous snow capped mountain and the mystery that hides well alone. Well, now you have found a very singular mystery, the mountain of pink ice. Hear you look, sound like pink ice. In this mountain, he lived in a very prolific, but after a luminous storm, the only thing that remained were the remains destroyed and ruined. That storm not only destroyed everything but also called it monster of ice, which for millions of years asleep in hibernation, or citizens died of cold or eaten by monster. You are ready to us discover all that is hidden behind this mountain. Dài quá, đọc mỏi miệng, khó dịch nha. Standard map, vô đây. Rambler Ice, spawn point. Giống giống như đang bay. Phone, string, charcoal. Rest cái gì hóc chắc giống như ký vậy, tên nghe kinh dị. Tóc có thịt nè, có này nè, nướng trước đi, tính gì tính. Một bục than rip này hết nhanh lắm nha. Rồi có gì đây, có gì đặc biệt ha, có da bò bổ hay có kiếm nữa nè. Rồi where my kiếm, ở đây. Fuck you, dọn mấy chỗ này trước chứ, cái đầu zombie bổ nha. Cùng what? Ấy thịt dê. À, có cái đuốc bỏ rồi. Bốn được cái gì, được cái quần. Thôi hết rồi. Cung không có gì hết. Thôi, cung để sao? Cho phá trước. Bạn nhờ nhiều quá. Fuck it. You lost the info book. Click
You love the mission book à không có lót gì hết tới giờ này rồi bên trong này có gì hai cái cây này khám phá rồi tiết này làm ăn được gì không không hình như phải có sản ấy ấy bự rồi nha cái này bự nha ấy ấy bên kia có nhà đó nhà này bự nè đi không ấy ấy có nhà nữa nè kia có liền không leo qua chắc được không 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 chơi gian bằng disable cloud đâu disable cloud thấy xuyên qua đường hay nói cho gian gian xíu nha disable cloud ấy leo được liền nhưng mà leo cloud on không chip chắc luôn ý có sắt bổ có tiếc làm nha cái lần đầu không leo được anh ơi hư cấu ơi 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 té mất máu nha thôi kệ mấy cái đó đi phức kịch khám phá cái gì nữa không ấy ấy bên đây thì giống không có liền quá FOV nhỏ mà chơi không có đã chứ đó thì góc nhìn gì nhìn nó đã nè góc nhìn kia đúng nhỏ chắc là mấy cái stock default có chức năng gì không éo éo có chức năng gì à thế à từ xịt rồi chúng ta quay trở lại ấy 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 à hay là mau tôi không hình nha kéo xuống Ủa sao nó lóc 30 khung hình? Trời ơi, tôi muốn chơi trên 30 khung hình. Anh cứ lóc 30 khung hình của tôi là sao? Ấy ấy có rương, bổ. Tại sao có tuyết mà lại có rêu? Chấm hỏi. Ấy có cung. Có gì đòi đó. Này, cảm thấy có sức mạnh chứ. Cảm thấy mạnh mẽ. Potion regenerate thôi tiết kiệm lót mới thuộc khung hình incoming thấy đá không có chức năng gì hết vậy ôi tôi bay sinh ra làm cái gì what the fuck thấy có nhà nữa kìa zombie hay gì không? Khá là căng kèo leo núi mà sao lại có như này nãy đọc truyện thì có kể sự tích ở lao la gì á không give a care lắm cái bộ chơi này vui hơn nha chơi CTM vui hơn đảo kia có đất à ngon đây có cái gì đường vô enchant table làm enchant table được nè có éo gì đâu mà enchant redstone chắc có công dụng có gỗ nữa nè đây thu hoạch easy ơi ai mà quan trọng sao vô không được g well play ý chơm này được rồi bỏ the night come put away ban đêm tới về về nơi
Oh yeah. Xa lắm rồi. Mời đi tiếp. Yeah. Chạy anh ơi. Có ghi nhiệt độ đâu, biết bao nhiêu lạnh bao nhiêu. Ghi không? Éo. Biome I Monston. Không có ghi. Dễ mình lạc con mẹ nó luôn rồi. Rip hết hồn. Ê ê ai lọt núi nha. Xong rồi à gờ gờ tự nhiên tối hết hồn mắc hù luôn. À được cái bật tình. Ê ê cái rương này lút chưa rồi. À chơi cái rừng được không mở được khi cầm ý ý cái rương nè gờ gờ sao tụi bay núp kỹ vậy chơi tiếp rồi về tới nhà phớt kịch sao ban đêm mới báo nè mới báo ban đêm. The night come put away. Put away là cờ là cờ tờ. Yeah. Put away bỏ đi. À. Không hiểu gì luôn. Hay nha. Ấy. Ủa cửa có texture bắt. Ủa cửa mới à. Khá là mạnh nha. Quay đầu zombie. Được cái gì? Cái quần. Cái áo, đúng rồi. Nè, đủ làm cái áo. Chuẩn luôn. Khí đuôi dài. Hai. Hai cái nữa. Hồi thiếu hệ thống. Giờ quan trọng là ráp một cái. Những cái họa tiết trong đây cũng ảnh hưởng nha. Không để hai chết cái bên nữa. Được thấu đó easy rồi. Stick gỗ đúng rồi tí ban đêm rồi nè ánh sáng à hình như có đất getting wood có zombie vô kìa. Chắc không đâu. Ghê quá. Tối incoming nha. Để mở cửa hó hàng xóm. Rồi, khói đập luôn. Ghê vậy. Sao bên đây vẫn trời vẫn vàng. Vậy là không tối. Rồi lấy đất. 8 cục đất. Ra trước hình chắc lấy 4 cục rồi tiết kiệm này không biết làm gì nói chung có đất 1 cây sắt lên được nè rớt anh ơi. Ấy ấy có xưa có đồ có đồ có nha. Về yeah, về yeah. Đóng cửa lại đi ngủ. có
hết chưa? À, đây beach. Chết đi mày. Cấu luôn. G. Mày cấu luôn. Còn con kia nữa. Con này nè. Đã nổ luôn. Fuck you bitch. Sao mi không chịu nổ? Nổ giùm con. À, snowball. Hàng về nó ơi. Đó. Khỏe không? Khỏi cần mấy cái sản nha. Chịu khi mới snowball. À. Nè. Chế này vui nè. Tóc. Tóc. Nổ này. Ấy ấy có ờ dễ chưa? Thôi easy peasy lemon squeezy. Đang đào cái creeper nhảy xuống. Rip. Khá là chắc kèo. Có diện đó. Ăn luôn. Thôi, có cái rìu rồi. Cái này tính là vô nhà được. Làm cái cuốc. Không, snowball. Vui nè. Vui incoming. Combo. Wood. Này. Stick. Kịch. Này, ta chế luôn. Ấy, ấy, ấy. Bánh mì có hai nấc rồi. Bánh mì regen 2. Trong cái mạnh nhất vũ trụ. Mạnh gì vũ trụ? Ê, hay nha, hên nha. Hên nha, mạnh ba vũ trụ. Cảm thấy mạnh. Vì lây anh bắn giật nách cho coi. Rót anh ơi. Rót something. Rót something. Một cái cũng được đó. Renegade Sama. Please. Renegade Sama. Đó, and Jesus. Renegade Sama. Rồi, không có miếng nào luôn. Drone so hard. You Renegade Sama. Ý, ý được hai cái đó. Một hai. Chơi cái tầm mát vui hơn à. Yeah. Nhiều cái incoming. Hello. Ơi. Hết hồn. Trời ơi, như phim game kinh dị. Anh làm cho hồ cái ton ha. Rip game kinh dị. Ý có xương. Xương à, làm cái gì bột xương hay là gì, nói chung là gì. Đây chắc có gì nha. Tới đây là nó tụ khung hình tầm rộng luôn. Rồi ra chỗ kia loot tiếp. Có loot. Giờ mấy cái cây tiết kiệm.
เอ้ยเอ้ยก็ไกลเกินยักก็ต้องช็อปเดมออลmình thấy chơi này có thú vị hơn chơi map bình thường à. Nhạc nhẽo gì đó. Music. Color guitar, nhạc. Nhạc nghe kinh dị quá. Nghe bình thường vậy. Thì có một mình kinh dị luôn. Kinh kinh dị luôn. Đang đao Sniper God Warrior. To gì giờ này được Felix mà, Felix T4-9 tạo diễm đao. Đao mấy bạn. To gì Felix. Bỏ. Chơi to không có gì vui bằng Felix đó. Ấy ấy dưới kia có gì kìa. Hồi đất quá trời luôn. Không lấy giày nhảy xuống. Nằm mơ. Loot. Kìa là loot mấy cái nhà này. Loot vậy. Sắp. Đập chơi. Loot. Tối incoming nha. Thôi kiếm tiếp. Tại sao phải lướt từ từ để nó off mình lướt. Ấy sub. Ơi trả sub đây mày. Fuck you. Rương. Có gì hết rỗng không? Được cái pick. Họ anh có pick đá à. Bớt đi. À hai. Ấy có gì dưới. Cái rương. Block NV. Trời sắp tối. Loot. Ấy cái sẻn. Ngon nha. Phất kịch. Về. Trời sắp tối rồi. Cái block tàng hình đó nha. Tại sao lại không được đi qua. Khá là chắc kèo. Chắc phải xuống cái hố đó. Snow biome mà cái đó không bị đóng đá. Gì đó không đúng ở đây. Thang. Loot loot. Gonna loot them all. Rồi báo tuyết. Ơi chỗ này căng kèo nha. Lạnh quá anh ơi. Rồi ôi. Xém chết. Ra đang record nóng bò me luôn nè. Là lạnh kéo. Phải kinh thương cấu. Rock frame nha. Chỉa xuống dưới rock frame. Dưới có cái gì chắc luôn. Rồi. Yeah. Yeah nó ơi. Hình như giờ là hết rồi. Hết thời gian rồi. Hôm nay chúng ta tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Like và subscribe nếu các bạn thấy thích. Dislike nếu các bạn thấy thích. Like và chia sẻ. Share với mình rất nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi. Mình là Mèo. Peace out.